Ok, giờ mình sẽ xuống ổ hú cho bò mình đợi nha cả nhà. Tính rồi, lố nghe luôn, bữa nay nó xuống đất luôn rồi nè. Như còn con trên ổ nữa, bữa ổ này hai con lần. Giờ mình sẽ canh mình bắt ra, bắt xuống ha. Ở nào khách alo cho mình ha, số khỏi mình là 0929 887 346 ha. Đây, chim của khách ha. Nói chung là cặp này hồi xưa là của mình. Rồi sau đó thì mình chia. Bây giờ thì ra con thì mình cũng chia, cũng thụ mình nhờ ra giùm ha. Nói chung hiện tại thì chim cũng đang muốn rớt lông rồi. Chắc có thể là kiếm được ổ cũng ổ nữa. Ok, để bắt con ra xong tính ha. Đỏ lắm nha, lụm đậu ở trước. Nó đỏ lắm luôn á. Chào mẹ nó nè. Còn con nữa. Thằng nó nuôi không đều còn con lớn con nhỏ. Mình anh này chưa chưa ra lông hết mà nó cũng chà bá luôn. Đây à. Đây. Thằng ra lông, thằng không ra lông. Nó không đều. Tìm bố mẹ nè. Tìm bố mẹ nè. Bắt con nó làm vừa. Rồi. Lại ra ngoài quay cho rõ ha, anh em nào khách alo cho mình ha, số thoại trên màn hình nha, 0929 887 346 nha, không tới nhà coi bắt ha. Đứa nè, con đẹp con xấu. Con nhỏ hơn thì màu lông thì chạy trắng búng ra, chưa búng ra hết nên nó xấu ha. Con trước thì ok nè nha, ha. Đêm qua nắng thì còn kinh khủng hơn nè. Đây. Đó. Để nét lại đó. Thấy không? Thấy cũng có móng trắng, móng đồ ngon á. Đó, anh em nào ưng thì alo ha. Đây được trồng tay mình còn đỏ mà nó chỉ tới tụi nó. Ok, rồi tới nhà rồi. Ở trong mát nha, màu ok ha cả nhà. Nói chung là bò bên đạm thì tất nhiên là ngực nó sẽ xám rồi. Đây nè cả nhà thấy không? Lưng đỏ ngực xám rồi. Đó nhà mình thấy ha. Bé kia thì nó chưa lên ẩu được, nói chung là do mẹ nuôi không đều. Con này xong mà. Đây. Thấy mấy kỹ lên cho cả nhà coi ha. Xịn xò con bò này ha. Giờ cho vô đây. Cây cà lo là nhảy lên đó đi. Xíu nữa thì